Vâng, cửa hàng máy cắt cỏ Chính Hường xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý cô chú anh chị là một lô máy cắt cỏ gồm 18 cây nữa. Vâng, thì em cũng nói luôn là những cái sản phẩm này thì những cái phần sản phẩm máy bãi này thì em sẽ thay đổi nhá. Đấy, bác nào mà chốt cây nào rồi thì em sẽ bù một cây khác vào cái vị trí đó. Còn những cái sản phẩm này thì cũng như vậy luôn. Đó. Nên là các bác xem video mà các bác muốn sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy cứ báo em qua số điện thoại là 0979561493 nhé. Các bác muốn tư vấn loại máy gì bên em cũng có nhé. Từ máy thanh lý 300 ngàn cho tới những cái sản phẩm nòng 40 ly để cho các bác chuyên đi làm trang trại này. Vừa phát dao, vừa phát cước, vừa bơm nước, xới đất, xà cỏ, đẩy xuồng, đẩy thuyền cũng rất là ok luôn nhé các bác nhá. Đấy. Và thì đây bên em có một cái bộ mà dàn máy hái chè này. Đấy. Bộ này là bộ ốc chai nha các bác nha. Đấy. Máy hái chè ốc chai con này là con bộ này là bộ dàn bãi này. Đấy, bác nào mà hôm trước bác nào hỏi máy hái chè bãi thì bên em có đây nha các bác nha. Đấy, bác nào mà hỏi thì bác muốn sử dụng thì bác hãy liên hệ qua số điện thoại 0979561493 nhá. Số thì em đã có Zalo sẵn rồi, các bác không cần phải đợi em kết bạn nha. Các bác chỉ cần tìm theo cái số điện thoại đó là các bác có thể gửi ảnh hoặc là gọi điện, gọi video nói chuyện trực tiếp với em luôn. Đấy, không hạn chế người lạ nhá. Vâng, và đặc biệt là một điều là khi các bác mà mua hàng ở bên em là các bác yên, em sẽ không yêu cầu khách hàng cọc đồng nào cả nhá. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng, được test nổ, kiểm tra thoải mái rồi mới phải thanh toán cho bưu tá thôi. Và đây là những cái phụ kiện kèm theo máy đây. Vâng. Đầu tiên là có cái dây đeo nha. Hai là có cái chắn cỏ này. Ba là cái chồng ở buji. Bốn là cái lục giác. Và năm là một lưỡi dao như thế này. Là gồm có 5 chi tiết kèm theo máy nhá. Đấy, vâng. Và không nói dài dòng nữa, em sẽ giới thiệu luôn lô của em hôm nay. Lô của em hôm nay là lô S này. S1, S2, S3 nha các bác nhá. Các bác xem video thì các bác muốn sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chú ý đây nhá. Ví dụ đây là con này là S1 này, con này là S2 nha các bác nhá. Vâng, cây đầu tiên là của lô hôm nay là cây S1. S1 này là một con hàng Tanaka giật trước nha các bác. Cái con khởi động nó nằm ở đằng trước này. 20cc nha, nòng của nó là nòng 30 ly. Con này thì máy thì nguyên bản nhá. Đấy, bình xăng thì em thay rồi. Bình xăng thay nha các bác nhá. Chế zin này. Đấy, chế zin này. Tum liền, cần lắp zin và đầu bò zin có chống quấn cỏ bảo vệ ốc. Về máy trừ cái bình xăng ra thì nó là zin hết nha các bác. Đấy, giá là S1 này có giá là 1.200.000, các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 6 tháng. Ngoài máy ra thì còn có 5 chi tiết kèm theo máy nhá. Đấy, vâng, em test nổ cây S1 này. Vâng, máy thì rất là nhẹ nhàng và giật thì khởi động nhẹ cái là đã nổ rồi. Vâng, tiếp theo đến cây S2. Thì cây S2 này cũng một con hàng Tanaka, con này là con Tanaka chữ A nha các bác. Nòng của con này là nòng 32 ly, máy 22cc nha các bác. Máy thì rất là đẹp luôn, cái bộ bảo vệ cái bô lửa này là của hai lớp nhá, nên là chống nóng rất là an toàn luôn. Đấy, buji đứng, máy sáng này. Đấy, bô sáng. Đây, bô còn sáng nguyên đấy nhá các bác nhá. Đây. Đấy. Bình xăng zin, chế zin. Tum liền này, cần lắp zin và đầu bò thì cũng nguyên bản luôn. Cũng đang có cuốn chống cuốn cỏ này, bảo vệ ốc. Đấy. S2 này có giá là 1.200.000. Em test luôn cho các bác cùng xem này. Vâng. Tiếp theo đến cây S3 thì cây S3 này là một con này là con Echo nha các bác. Đấy. Cô chú anh chị nào mà muốn sử dụng cái sản phẩm hàng Nhật bãi thì các bác chọn cho em những cái sản phẩm từ S8 trở xuống thì nó là máy hàng Nhật bãi nha các bác. Đây con này là con Echo 22cc nòng 32 ly.
Đây, vỏ cũng rất là đẹp, máy sáng, bô sáng, bình xăng zin luôn. Chế zin này, tum liền, cần lan zin và đầu bò zin. Đấy, con này thì sử dụng bộ tay ga bóp nguyên bản đấy nhá. Đấy, S3 này có giá là 1.400.000 nhá các bác. Em test nổ luôn này. Ok. Rồi tiếp theo đến cây S4. Thì cây S4 này là con này là con hàng Hitachi 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ rất là đẹp, máy sáng, bô sáng. Bình xăng này thì em thay mới nhá. Đấy, do vận chuyển về nó bị vỡ thì em thay rồi. Chế zin này, tum liền, tum nhôm, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. S4 này có giá là 1.400.000, các bác được miễn ship toàn quốc luôn và được bảo hành là 6 tháng nhá. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây S5. Thì cây S5 này là một con này là con hàng Echo Kiorit. Đấy, đây là cái tem này đang dán là Yanma nhá. Đấy, vâng, con này thì nó là máy nguyên bản hết nhá các bác nhá. Từ vỏ này, hơi, bô, bình xăng. Con này sử dụng bộ cốt trợ lực lớn đây nhá các bác. Chế zin này, tum liền, cần lắp zin và đầu bò thì nguyên bản luôn nhá. Đấy, đây, tay lái nguyên bản này. S5 này có giá là 1.400.000. Các bác được miễn ship toàn quốc. Vâng, em test nổ luôn này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây S6. S6 này là một con hàng HME nha các bác. 26cc, nòng của nó là nòng 34 ly. Vỏ rất là đẹp luôn, máy sáng, bô sáng này. Bình xăng zin, có bảo vệ bình xăng nha các bác. Chế sử dụng chế One Pro. Hai kim chỉnh, tum liền này, cần lắp zin, đầu bò zin. Đối với cái sản phẩm mà nòng 34 ly này thì về các bác có thể vừa phát dao vừa phát cước, rất là ok luôn nha các bác. Giá là 1.500.000, em test nổ luôn này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây S7. Đây, S7 này thì rất là đẹp luôn nhé các bác. S7 này là một con hàng Maruyama. Con này là 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp, sáng bóng nha các bác nhá. Máy sáng này, bô sáng, bình xăng zin. Đấy, chế zin này. Cốt này thì có lò xo trợ lực nha các bác. Tum liền, cần lắp zin, đầu bò zin. Đấy. Bộ tay lái này thì là em thay mới nha các bác nhá. Bởi vì là ở bên Nhật người ta ga bằng cái này nên là người ta không sử dụng cái tay lái kia, nên em lắp thêm cái bộ tay lái kia nhá. Con này là có hai chế độ ga nhá các bác. Đấy, cái dây ga vẫn đang chờ ở đây nhá các bác. Nếu về các bác muốn sử dụng đây cũng được này. Đấy, gạt cái này lên và lắp cái dây ga đang chờ ở dưới này vào là được nhá. Đấy. S7 này có giá là 1.600.000, các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 6 tháng. Vâng, khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào về máy cắt cỏ hoặc là máy cưa xăng thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Và số thì em đã có Zalo sẵn rồi, các bác chỉ cần báo em hoặc các bác chụp ảnh màn hình lại và gửi qua Zalo, em sẽ test nổ cẩn thận lại và em gửi lại video cho các bác để các bác tham khảo, đồng ý mua hàng thì em mới gửi hàng cho các bác. Vâng, em test nổ con S7 này. Đấy,
Máy thì rất là dễ nổ, ga thì rất là bốc và thoáng máy nha các bác nhá. Đấy, đối với những sản phẩm như thế này về các bác làm thì về độ hỏng hóc nó rất là ít luôn nha các bác. Vâng, tiếp theo đến cây S8. Thì cây S8 này là một con hàng Ryobi. Con này là 26cc nha các bác. 26cc, nòng 34 ly. Vỏ rất là đẹp, máy sáng, bô sáng này. Bình xăng zin, cốt thì cũng có lò xo trợ lực rồi. Chế zin tum liền nha, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Đấy, tay lái nguyên bản đây. S8 này có giá là 1.700.000. Các bác cũng được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 6 tháng. Vâng, em test nổ cây S8 cho các bác cùng xem này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây S9. Vâng, thì từ cây S9 trở đi nó là hàng máy mới rồi nha các bác nhá. Cây S8 trở xuống nó là hàng máy bãi, và từ cây S9 trở đi là hàng máy mới. Trong cái số hàng máy mới này là gồm có nòng từ 34 ly cho tới nòng 40 ly và có những cái sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha các bác nhá. Đấy, các bác theo dõi video và các bác hãy chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp với công việc của mình. Đấy, vâng. Cây S9 này là một con hàng Huquama nha các bác. 226 của Huquama đây. Em quay xa một chút để các bác nhìn. Nhìn máy rất là đẹp luôn, nhìn không khác gì hàng 226 của Thụy Điển nha các bác. 26cc, nòng 34 ly. Con này sử dụng bộ chế hòa khí là chế zin 32 kim chỉnh. Và sử dụng một bộ tum liền này, tum nhôm nhá, cần lắp phi 24 đầu bò nhỏ. Sử dụng tay ga bóp. Trọng lượng của sản phẩm này là nặng 5kg nha các bác nhá. Đấy, S9 này có giá là 2.200.000. Em test nổ cho các bác cùng xem này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây S10. Thì cây S10 này là một con hàng Oshima. Đấy, con này cũng một con hàng 226 của hãng Oshima. Con này thiết kế thì rất là đẹp này. Đấy, bình xăng thì có bảo vệ bình xăng, chế là sử dụng chế của Oshima nhá, nòng của nó là nòng 34 ly. Tum liền này, cần lắp phi 24 đầu bò nhỏ nha, tay ga bóp. S10 này có giá là 2.700.000. Vâng. Và đối với những cái sản phẩm máy mới này thì các bác sẽ được bảo hành là 1 năm nha các bác. Các bác lưu ý giúp em là bên em sẽ bảo hành cho tất cả các bác mua máy mới là sẽ được bảo hành 1 năm. Vâng, em test nổ cây S10 này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây S11. Thì cây S11 này là một con hàng Osaka. Con này là OS26 nha các bác. 26cc, nòng của nó là nòng 34 ly. Máy thì rất là đẹp luôn nhá. Thiết kế thì có bảo vệ bình xăng này. Chế là sử dụng chế zin 32 kim chỉnh. Tum rời, tum 260 nha các bác nhá. Đấy, cần lắp phi 26 và đầu bò của nó là đầu bò 9 rãnh. Tay ga bóp này. Đấy, S11 có giá là 1.800.000. Vâng. Đối với những cái sản phẩm nòng 34 ly này thì các bác vừa đem đi vừa phát dao vừa phát cước, đem đi bơm nước thì rất là ok luôn nha các bác nhá. Vâng, em test nổ cây S11 này. Rồi, tiếp theo đến cây S12. Thì cây S12 này là một con hàng Osaka nữa. Con này là con 330 nha các bác nha. Đấy, 33cc, nòng của nó là nòng 36 ly. Đấy, nên là con này thì các bác có thể đem đi xới đất sạc cỏ, vun ngô vun lạc là được rồi nha các bác nha. Đấy, thiết kế thì cũng có bảo vệ bình xăng này. Chế sử dụng chế zin 32 kim chỉnh. Và cốt này thì cốt trợ lực. Nòng của nó là nòng 36 ly. Lọc gió này là lọc gió 2 lớp nha các bác nha, 3 lớp. Vâng.
tum là tum rời, tum lớn này, tum 330. Tum này về các bác có thể tháo lắp được vào những cái như bình phun vôi, bình xịt thuốc, hoặc là các bác đem đi để chế cháo lắp vào xe để chế đồ cũng rất là ok luôn nhá. Cần lắp phi 28 nhá, đầu bò 9 rãnh. Cũng sử dụng bộ tay ga bóp này. S12 này có giá là 2.200.000. Em test nổ luôn này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây S13. Thì cây S13 này là một con hàng OS, là hàng Oshima nha các bác. Con này là con TX260. Đấy. TX260 nha các bác. Con này các bác lưu ý cho em là con này là con hàng nhập khẩu Thái Lan, chứ không phải liên doanh hay là hàng như thế nào cả. Con này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhá. Ở trên lốc máy và trên cần đều dập chìm chữ Made in Thái Lan luôn. Đấy. 26cc nha, nòng 34 ly, thiết kế thì rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng cực kỳ là chắc chắn nha. Chế sử dụng chế Fuji của Thái và tum rời, tum 26 nha các bác nha, 260 này. Cần lắp phi 26, đầu bò 9 rãnh, tay ga bóp. Và S13 này có giá là 3.100.000. Các bác lưu ý giúp em là còn một sản phẩm y hệt như thế này, nhưng mà nó là con OS330. Đấy các bác. Bên em là hôm nay là nó hơi nhiều máy nên là em không xếp ra nữa. Đấy, con này là con 3 TX260, còn con kia là TX330 nha các bác nhá. Đấy, giá thì nhỉnh hơn nhau là 200.000, các bác muốn sử dụng thì các bác cứ báo em. Đấy, đây. S13 này có giá là 3.100.000 nhá, em test nổ cái S13 này. Rồi, tiếp theo đến cây S14. Thì cây S14 này là một con hàng Huqama, con này là con 541 nha. Đấy, từ S14 trở đi, nó là hàng 541, nòng 40 ly hết. Đấy, con này thiết kế có bảo vệ bình xăng và chế sử dụng chế Zimba 2 kim chỉnh nha các bác nha. Tum rời, tum lớn, tum 330 này, cần lắp phi 28, dày 2 ly và đầu bò của nó là đầu bò 9 rãnh. Tay ga bóp. S14 này có giá là 2.200.000, các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 1 năm nhá. Em test nổ luôn này. Vâng, cô chú anh chị nào mà muốn sử dụng những cái sản phẩm về vừa đi để chăm sóc trang trại này, vừa đi phát rào, phát cước, bơm nước, xới đất, sạc cỏ. Đấy. Thì các bác chọn cho em những cái sản phẩm nòng 40 ly này nhá. Nó máy này em cũng báo luôn là máy này sẽ hơi nặng một chút. Đấy, khoảng 8 kg nha các bác nhá. Vâng. Tiếp theo đến cây S15. Thì cây S15 này là một con hàng Capper nha các bác nhá. Đây Capper này đồng hành cùng nhà nông nha các bác nhá. Hàng 541, nòng 40 ly, thiết kế rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng. Chế sử dụng chế Zimba, chế One Model của Nhật và Buji này cũng NGK của Nhật nha các bác. Đấy. Tum rời. Cần lắp phi 28, dày 2 ly và đầu bò của nó là đầu bò 9 rãnh nha. Tay ga bóp. S15 này có giá là 2.600.000. Các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 1 năm. Vâng. Đối với những cái sản phẩm nòng 40 này thì các bác về sử dụng thì rất là khỏe luôn nha các bác. Em test nổ luôn cây S15 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây S16. Thì cây S16 này là một con hàng Mitsukaiso nha các bác nha. Đấy, S16 và S17 là hai con Mitsukaiso. Đấy, nhưng mà nó sẽ khác nhau nha các bác, nó khác nhau ở phần điểm nào em sẽ nói sau. Vâng. Đây cái S16 này là một con hàng Mitsukaiso 541, nòng của nó nòng 40 ly này. Thiết kế thì có bảo vệ bình xăng. Chế này là sử dụng chế Zimba 2 kim chỉnh nha các bác nhá. Và tum rời, cần lắp phi 28, dày 2 ly và đầu bò 9 rãnh, tay ga bóp. Vâng, và S16 này thì có giá là 2.500.000. Em test nổ luôn này.
rất là ok luôn. Rồi tiếp theo đến cái S17 thì cây S17 này cũng một con hàng Mitsubishi Kaiso, nhưng con này là phiên bản nâng cấp nha. V541, nòng 40 ly, con này thì cũng có bảo vệ bình xăng. Đấy, nó khác biệt là con này sử dụng chế One Pro và Buji NGK của Nhật nha. Đấy, One Pro Nhật và Buji NGK của Nhật, các bác lưu ý giúp em. Tum rồi này, cần lắp cũng phi 28, dày 2 ly và đầu bò 9 rãnh, cũng đều sử dụng tay ga bóp này. Vâng, và S17 này thì có giá là 2.700.000. Các bác được miễn ship toàn quốc và bảo hành 1 năm nhá. Em test nổ luôn S17 này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây S18. Thì cây S18 này là một con hàng Oshima nhá các bác. 541 của Oshima. Thiết kế thì rất là đẹp luôn này. Có bảo vệ bình xăng và chế này thì sử dụng chế của hãng Oshima luôn. Tum rồi, cần lắp phi 28, dày 2 ly nha các bác. Đầu bò 9 rãnh. Đối với những sản phẩm ống cần phi 28 và ti 9 rãnh này thì các bác có thể về lắp được vào những cái đầu đẩy xuồng, đẩy thuyền này, hoặc là các bác lắp được cái đầu sới đất, sạc cỏ, rất là ok luôn nhá. Đấy. S18 có giá là 3.300.000. Em test nổ cây S18 này. Rồi ok. Vâng. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 18 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì vâng, bây giờ em mời cả nhà mình sang bên cửa hàng bên này để em sẽ giới thiệu về cái phần máy bên em thanh lý nhá. Vâng, thì ngoài máy ở bên lô vừa em vừa giới thiệu thì máy thanh lý thì bên em vẫn còn nhiều đấy nhá. Đấy, hôm vừa rồi thì em có lên video thì có một số bác cũng đã chốt được một số cây rồi. Còn đây nhá, còn con bác nào hỏi cây Estin 26 đây nhá. Estin này thì bị cứng rồi. Đấy, nó lòng 34 nhá. Em cũng không kiểm tra bên trong xem là nó bị cứng bởi vì lý do như thế nào. Đấy. Đây, còn em lại vừa nhặt thêm này. Đây, con Echo này. Đấy, con này thì vẫn đang kéo được nhá. Đấy, rồi một số con bác nào hôm nọ các bác chốt được mấy con thì em cũng lại bù vào đây cho vẫn đủ 10 cây này. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu đem về lấy đồ thì các bác cứ alo cho em qua số điện thoại là 0979561493 nhá. Vâng, thì ngoài ra thì ở cái đống ở đây thì bên em còn rất là nhiều đấy nha đây ạ. Đấy, các bác muốn lấy máy gì cũng có nha. Đấy, cứ những cái hàng thanh lý là 300. Đấy. Và khu vực này là để các bác lấy đồ đây, nào là biên này, tum này, ốp giật, điện bãi, rồi hơi đều có hết nha các bác nhá. Đấy. Vâng, và đây máy bên em dọn sẵn ra thì còn rất là nhiều đấy nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979561493 nhé. Và khi xem video thì bác nào thấy hay thì các bác hãy cho em xin một nút like nhé. Và bác nào mà thấy có gì chưa đạt thì bác cũng cứ cho em xin một lời bình luận, em sẽ phát triển thêm. Và các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh nhé. Bác nào mà chia sẻ Zalo, Facebook thì em cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, em video của em hôm nay cũng xin kết thúc ở đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.